Quý vị, trong dòng tân nhạc Việt Nam từ buổi ban sơ đến ngày hôm nay, những bản vừa là tình ca, vừa là hùng ca không nhiều. Có thể nói là có đếm được trên đầu ngón tay. Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp là một trong những nhạc phẩm tiêu biểu trong những nhạc phẩm tình ca và hùng ca. Chúng tôi xin kính mời quý vị thật lắng đọng, thật dành đặc biệt lắng nghe nhạc phẩm này từng câu từng chữ một. Nếu quý vị nghe được từng ca từ một trong nhạc phẩm này thì quý vị thấy được đây là một nhạc phẩm rất đặc biệt của Nguyễn Văn Đông. Dạ thưa, chúng tôi có thể gọi là một nét rất riêng của Nguyễn Văn Đông. Kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp và Khúc Tình Ca Hàng Lớp Lớp cũng khép lại chương trình tưởng niệm cố nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông đêm nay. Xin mời toàn và tất cả các anh chị em nghệ sĩ cùng lên sân khấu để hợp ca Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp. Xin cho một tràng pháo tay xin quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Yeah. Nằm gối súng chung ánh trăng, nhưng đôi đường ly cách trong tình thương. Và xin em hiểu rằng, dù nơi chiến tuyến biển mà mưa bay, lòng anh vẫn nhớ từ thời hôm nay. Đời dâng cho núi sông, lòng này thách với tan bằng, đừng làm má hâm vai buồn em ơi. Còn đây giây phút này,
ngày mai xa cách nhau. Một người góc mũi chân đèo, còn người đối bóng cô phòng, đêm đông lạnh lẽo. Đường mây chân núi xa, dù ngàn nắng lửa mưa dầu, lòng người vẫn quyết một lòng giành lấy mai sau. Đêm nằm gối giống trong ánh trăng, cho người này gợi nhớ thương người kia. Và xin em hiểu rằng, người đi giúp nước nào màng danh chi, cầu cho đất nước vượt ngàn gian nguy. Đừng làm má hầm phải hầm, buồn lòng em ơi. Đời dần cho núi sông, lòng này thánh vơi tan bồng. Đừng làm má hầm phải hầm, buồn lòng em.